Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh tiếp tục đến với một đề bài liên quan đến từ bút người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Đề bài cụ thể của chúng ta đó là cảm nhận đoạn trích sau. Từ đó anh chị nhận xét đôi điều về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Đó là đoạn trích con sông Đà gợi cảm, tức là phần cuối của đoạn trích ở trong sách giáo khoa. Con sông Đà gợi cảm, đối với mỗi người sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân, chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, đã thèm chỗ thoáng, mải bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ ra sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình, rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên, một màu nắng tháng ba đường thi, yên hoa tam nguyệt, á dương châu. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Cha ơi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chim bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông Đà, đúng thế, nó đằm đằm, ấm ấm như gặp lại cố nhân. Mặc dầu người cố nhân ấy mình biết là lắm bệnh, lắm chứng, trông dịu dàng đấy, rồi chốc lại bản tính và gắt gỏng thác lũ ngày đấy. Thuyền tôi ấy, trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ, hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mặt tịnh ấy, không một bóng người, cỏ danh, đồi núi, đang ra những nõn búp, một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ danh, đẫm sương đêm. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Cha ơi, thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ xương, chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đò. Hươu vảnh tai nhìn tôi không chớp mắt, mà như hỏi tôi bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành. Hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương? Đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông. Đàn cá dầm xanh quẫy quẫy vọt lên. Đàn cá dầm xanh quẫy quẫy vọt lên mặt sông. Bụng trắng như bạc rơi thòi, tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt biến. Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà, bọt nước lênh bênh, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Dải sông Đà bọt nước lênh bênh, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Tản Đà, dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc, và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi, và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải, nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên. Trích Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân, ngữ văn 12, tập 1, nhà xuất bản Giáo dục, chương trình giáo dục năm 2006. Ở cái phần mở bài, chúng ta nhớ giới thiệu đôi điều về tác giả, tác phẩm, đoạn trích mà đề bài yêu cầu và trích lược cái đoạn trích đó. Ví dụ, Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có công lớn trong việc thúc đẩy thể tùy bút, bút ký Việt Nam đạt đến trình độ cao. Ông đem đến cho văn xuôi hiện đại Việt Nam một phong cách tài hoa và độc đáo. Người lái đò sông Đà là bài tùy bút tiêu biểu trong tập tùy bút sông Đà, được Nguyễn Tuân sáng tác năm 1960, sau chuyến đi thực tế Tây Bắc, mà Nguyễn Tuân gọi là đi tìm chất vàng của thiên nhiên và chất vàng đã qua thử lửa của con người Tây Bắc. Bài tùy bút có hai nhân vật là người lái đò và con sông Đà. Con sông Đà trong bài tùy bút này hiện lên với hai tính cách rõ nét, vừa hung bạo, vừa hết sức thơ mộng trữ tình. Cái thơ mộng trữ tình ấy thể hiện rõ trong đoạn văn dưới đây.
con sông Đà gợi cảm cho đến trên dòng trên. Ở cái phần thân bài thì chắc chắn rồi, chúng ta đi vào việc triển khai nội dung mà đoạn văn ở đề bài yêu cầu, đó là trọng tâm nhất. Cụ thể, chúng ta có thể triển khai thành các ý như thế này. Ý thứ nhất, đoạn văn thứ nhất là tâm trạng và cảm xúc của tác giả khi gặp lại sông Đà, con sông Đà gợi cảm cho đến gắt gỏng và thác lũ ngay đấy. Mở đầu là cảm nhận con sông Đà gợi cảm. Đối với mỗi người, sông Đà lại gợi một cách. Cảm nhận ấy mở ra một cách nhìn đẹp. Sông Đà có sức hút riêng. Mỗi con người sẽ thấy những vẻ đẹp khác nhau mà thiên nhiên sông Đà mang lại. Hai chữ gợi cảm là lời khẳng định đậm chất chủ quan của một người tha thiết yêu mến sông Đà. Đối với Nguyễn Tuân thì sông Đà như một cố nhân. Hai chữ cố nhân xa mà gần, gợi nhớ một người bạn cũ, một người tri âm tri kỷ đã lâu không gặp. Hai chữ cố nhân chất chứa biết bao nỗi niềm nhung nhớ, yêu thương mà nhà văn dành cho dòng sông Đà. Trong suốt những tháng ngày xa cách, đã tuôn trào đầy nghẹn, đầy đấy nghẹn ngào cảm xúc trong giây phút gặp lại. Lần này sông Đà không hiện lên ầm ào hung dữ như ở dòng trên qua âm thanh nữa, mà hiện lên trữ tình lãng mạn qua cảm nhận của thị giác và xúc giác. Bằng thị giác thì tác giả nhìn thấy ánh nắng phản chiếu mặt nước sông Đà loang loáng như trẻ con cầm gương chiếu vào mắt người lớn rồi bỏ chạy. Từ lấy loang loáng gợi liên tưởng hình ảnh đẹp khỏe trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu: rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Hóa ra sông Đà đã chào đón người bạn cũ là Nguyễn Tuân bằng cái nắng phản chiếu mặt sông đột ngột, nghịch ngợm, tươi khỏe và không thể ghét bỏ cho được. Nắng đẹp khiến nhà văn say đắm liên tưởng, miếng sáng ấy trên sông lóe lên một màu nắng tháng ba đường thi, in hoa tang nguyệt, há dương châu. Động từ lóe làm hình ảnh dòng sông hiện lên sống động. Màu nắng tháng ba đường thi, in hoa tam nguyệt, há dương châu, có nghĩa là xuôi thuyền xuống đất Dương Châu giữa mùa tháng ba đầy hoa và khói, mang đến cảm giác vừa gần, vừa xa, vừa thực, vừa mộng, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Mượn câu thơ đường với vẻ đẹp hoa khói mùa xuân huyền ảo, mơ màng, bình yên, thơ mộng trong ý thơ của nhà thơ Lý Bạch ở bài thơ Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn người bạn thân là Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng. Tác giả Nguyễn Tuân cũng như đưa người đọc đắm chìm trong vẻ đẹp bồng bềnh hư ảo, mộng mơ, nên thơ của dòng sông Đà. Cảm giác mà sông Đà mang lại khiến cho người đọc như thấy mình đang lạc vào một chốn sơn thủy hữu tình của hàng trăm năm về trước. Thị giác của nhà văn còn bắt gặp ở dòng sông ấy sức sống đang dạt dào với bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn, bươm bướm trên sông Đà. Câu văn này là câu văn đặc biệt vì nó không có vị ngữ. Nó chỉ có các phép điệp từ sông Đà, phép liệt kê, bờ, bãi, chuồn chuồn, bươm bướm. Để rồi sau đó, Nguyễn Tuân thốt lên một tiếng, chao ôi. Tất cả làm nên con sông Đà sinh động, phong phú, đa dạng, với sức sống hoang dại mà mãnh liệt. Bằng xúc giác, tác giả nhận ra sông Đà mang đến cảm giác đầm đầm, ấm ấm. Gặp lại sông Đà, nhà văn nhận ra, chao ôi, trông con sông vui như là thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm. Hai chữ chao ôi là tiếng thốt, là sự suýt xoa, vỡ òa bởi hạnh phúc vô bờ khi gặp lại cố nhân. Ba chữ nắng giòn tan là một ẩn dụ đẹp về cái nắng trong sáng, mỏng, nhẹ, trái ngược hoàn toàn với cái âm u chữ nặng của những kỳ mưa dầm tầm tã. Còn gì hạnh phúc bằng sau những ngày trong rừng u ám, mưa dầm, bỗng một ngày gặp nắng giòn tan. Lại tiếp một vế so sánh, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Điệp ngữ so sánh, vui như lặp lại hai lần, như nhân lên bội phần niềm hạnh phúc sướng vui. Giấc mơ đang đẹp, bỗng đứt quãng, rồi lại được nối lại chiêm bao. Cách so sánh ấy gợi ra một dòng sông có linh hồn, có tính cách,
mang vẻ đẹp chiều sâu. Nó tựa như cách nhà văn Hoàng Phổ Ngọc Tường nhân hóa con sông Hương như một người con gái chung tình. Con sông Đà ấy trong cái nhìn nhân cách hóa của Nguyễn Tuân cũng giống như một người bạn tình chung thủy, mãi chờ đợi người đi xa trở về. Sau đó, chúng ta đi vào làm rõ cái luận điểm thứ hai ở đề bài này. Đó là đoạn văn tiếp theo mang đến cho người đọc vẻ đẹp của đôi bờ sông Đà hoang sơ, tĩnh lặng, thanh tịnh, thảm thực vật phong phú. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cho đến trên dòng trên. Tác giả miêu tả cảnh đôi bờ sông thật ấn tượng. Người đọc như lạc vào thế giới cổ tích, thế giới của tiền sử. Câu văn thuyền tôi trôi trên sông Đà là câu văn hoàn toàn được viết bằng thanh bằng, được viết toàn bằng thanh bằng, được viết toàn thanh bằng. Tiếp theo, đó là phép điệp lặng tờ ở hai câu văn sau đó. Tất cả tạo cảm giác về một dòng sông Đà yên ả, tĩnh lặng, thanh bình. Lời văn của Nguyễn Tuân gợi nhớ lời thơ Quang Dũng trong Tây Tiến. Tức là trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng cũng có viết một câu thơ hoàn toàn bởi các thanh bằng. Đó là câu thơ Nhà ai pha luông mưa xa khơi. Con thuyền Nguyễn Tuân đang đi như đang êm trôi vào cõi xa xăm, hoang sơ của trời đất. Từ tâm hồn yêu thiên nhiên đất nước, nhà văn dường như không kiềm chế được sự thảng thốt ngỡ ngàng của mình bởi vẻ đẹp khó cưỡng của sông Đà. Hình như từ đời 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 Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Từ đời Lý trước, rồi mới đến đời Trần, rồi sau đó là đời Lê. Quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Hai chữ hình như mang sắc thái nghi vấn, gợi nỗi niềm bâng khuâng không rõ. Cảnh này là thực hay là mơ? Sự hướng nội về dòng chảy của lịch sử càng làm nổi bật vẻ đẹp nguyên sơ của đôi bờ sông Đà. Hình như đã từ rất lâu, từ buổi hồng hoang của nhân loại đến những mốc lịch sử xa xưa, Trần, Lý, Lê, Lý, Trần, Lê. Lý, Trần, Lê. Dòng sông Đà ở quãng này vẫn ngủ yên trong cái lặng tờ ấy. Nó trái ngược hoàn toàn với con sông Đà độc dữ, nham hiểm ở những đoạn văn trước đó. Ở đoạn này, sông Đà giống như là một miền sông nước chưa ai khai phá, chưa ai đánh thức. Phép so sánh độc đáo, dùng không gian để gọi mở thời gian, mở rộng biên độ, làm nổi bật vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng nguyên thủy của buổi sơ khai. Câu văn tiếp theo là một so sánh đẹp. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử. Bờ sông hoang dại, hoang dại, hoang dại, như một bờ tiền sử, như một bờ tiền sử. Bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Phép điệp làm hai câu văn trở nên nhịp nhàng, sinh động. Hình ảnh bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử làm nổi bật và vẻ đẹp hoang sơ, làm nổi bật vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy, hùng vĩ của buổi sơ khai. So sánh bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa là một so sánh gợi cảm, gợi ra thế giới ấu thơ và đẹp trong sạch, hồn nhiên, tĩnh lặng. Vẻ đẹp ấy khiến nhà văn say đắm ngẩn ngơ, như ngư phủ lạc vào cõi đổ và vào cõi đào nguyên thuở nào trong cổ tích, như tiến sĩ Chu Mạnh Trinh ngây ngất với thắng cảnh Hương Sơn. Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, lững lờ khe yến, cá nghe kinh nhập Phật. Thoảng bên tai một tiếng chày kình, cách tang hải giật mình trong cõi mộng, hoặc là trong giấc mộng. Khách tang hải giật mình trong giấc mộng. Đó là những câu thơ trong bài thơ Hương Sơn Phong Cảnh của tác giả Chu Mạnh Trinh. Say đắm đến nỗi khó có thể giết mình ra được khỏi cảm giác ấy, nên Nguyễn Tuân mới thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê, tức là tiếng còi tàu đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Đó cũng là ước mơ của Nguyễn Tuân về một tương lai vùng đất Tây Bắc phát triển,
giàu có. Những lời văn tiếp theo làm nổi lên vẻ đẹp của thảm thực vật phong phú hai bên bờ sông Đà. Một nương ngô nhú lên, mấy lá ngô non đầu mùa, mặt tịnh không một bóng người. Cỏ danh, đồi núi đang ra những nõn bút, đẫm sương đêm, áng cỏ xưa, vân vân. Tất cả gợi ra sự sống như đang trỗi mình trong từng lá ngô non, từng ngọn cỏ. Trên bờ là những con vật lành, đàn hươu thơ ngộ, chăm chăm nhìn tôi, vành tai nhìn tôi không chớp mắt, mà như hỏi tôi bằng tiếng nói riêng của con vật lành. Đó là, ơi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi xương? Cảnh mơ mà người cũng mơ, con vật hỏi người, hay chính là người đang say trong cảnh mộng mà tự hỏi mình? Vạn vật như đang chìm vào cõi huyền ảo, mộng mơ, như quay lại thời cổ tích, thời tiền sử, khi mà cả cây cỏ đều có linh hồn, cả cây cỏ đều có linh hồn, đều có tiếng nói. Văn Nguyễn Tuân đầy chất thơ chất họa là như vậy. Dưới sông thì có cá, đàn cá dầm xanh quấy vọt lên mặt sông, bụng trắng như bạc rơi thoi. Tiếng cá đập nước đuổi đàn hươu vụt biến. Động từ quấy vọt gợi hình ảnh sống động, cá như đang quăng mình lên không trung rồi phô trương bụng trắng như bạc rơi thoi. Âm thanh ấy phá tan không gian yên tĩnh, kéo con người từ cõi mộng trở về hiện thực. Nguyễn Tuân đã dùng thủ pháp lấy động, tạc tĩnh, tạo ra một bức tranh thật thơ mộng trữ tình. Cảnh tĩnh lặng tới mức chỉ tiếng cá quẫy cũng đủ khiến ta phải giật mình. Nhưng dưới ngòi bút Nguyễn Tuân, cái tĩnh không đồng nghĩa với sự phẳng lặng, đơn điệu, mà vẫn luôn hàm chứa sự bất ngờ, vẫn không ngớt biến hóa. Hình ảnh so sánh, bụng trắng như bạc rơi thoi, còn gợi ra câu thành ngữ ngàn đời, ngợi ca nước Việt, rừng vàng, biển bạc. Đoạn văn kết thúc bằng ý thơ của thi sĩ Tản Đà, thi sĩ quê gốc ở chính bên bờ dòng sông này, và hình ảnh dòng sông trôi về miền xuôi giữa bao bâng khuâng thương nhớ. Thuyền tôi trôi trên sông Đà. Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà, bọt nước lênh bênh. Bọt nước lênh bênh, ta nhớ là lênh bênh nhé, chứ không phải là lênh đênh. Lênh bênh tức là nó rất là mơ hồ, nó rất nhẹ nhàng, nó tự nổi, nó thư thả, nó giống như một người thiền vậy. Bọt nước lênh bênh, bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Mượn so sánh trong câu thơ Tản Đà, Nguyễn Tuân như gửi vào đấy tình yêu thiên nhiên, yêu con sông tha thiết, dạt dào. Nguyễn Tuân đã nhập thân vào dòng sông để lắng nghe và xúc động. Dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải. Nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên. Cô văn với nhịp điệu chậm, buồn như đúng dòng chảy lững lờ của dòng sông. Không còn thác đá thét gào, không còn những cái hút nước xoáy tít đáy, gào rú, cũng không còn những trùng vi thạch trận với biết bao nhiêu là cửa tử. Con sông đang nhớ thương, đang lắng nghe một thế giới khác. Đó là thế giới giọng nói êm êm của người xuôi, thế giới hạ lưu, nơi những con đò mình nở, chạy buồm vải. Hình ảnh so sánh độc đáo, kết hợp với nhịp điệu nhẹ nhàng, đã đưa những câu văn xuôi của Nguyễn Tuân vút lên như những vần thơ mềm mại, du dương, như vẽ thanh thoát, như là những cái nét vẽ thanh thoát vừa thực vừa mộng. Phần 3 là ta nói về đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích. Thành công của đoạn trích nói riêng và tùy bút người lái đò sông Đà nói chung là nhờ vào một số yếu tố nghệ thuật đã được Nguyễn Tuân sử dụng một cách linh hoạt và sáng tạo. Đoạn văn đã sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, bút pháp nhân hóa, nhân cách hóa miêu tả, liên tưởng, bất ngờ, thú vị, từ ngữ phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao, kết hợp phong phú nhiều yếu tố ngôn ngữ ở nhiều lĩnh vực. Sử dụng kiến thức hội họa, thơ ca, âm nhạc, địa lý, văn hóa học để miêu tả. Câu văn đa dạng, nhiều tầng, giàu nhịp điệu, lúc thì hối hả gân guốc, khi thì chậm rãi trữ tình.
Con sông Đà vô tri dưới ngòi bút của nhà văn đã trở thành một sinh thể có tâm hồn, có tâm trạng. Tất cả đã giúp Nguyễn Tuân tái hiện được sức sống mãnh liệt của mỹ nhân sông Đà, thơ mộng và trữ tình. Ở cái luận điểm thứ tư thì ta nhớ thực hiện yêu cầu thứ hai trong đề bài, đó là nhận xét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thông qua đoạn văn này. Ví dụ, có thể nói đoạn trích trên đã thể hiện thành công phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Trước tiên là vốn hiểu biết uyên bác của nhà văn. Trước tiên ấy, là vốn hiểu biết uyên bác của nhà văn. Hình ảnh lãng mạn, trữ tình của con sông Đà được Nguyễn Tuân tái hiện bằng cách kết hợp kiến thức hội họa và văn chương. Nguyễn Tuân luôn luôn quan sát, miêu tả con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ. Nếu như trước cách mạng, Nguyễn Tuân tìm những con người tài hoa nghệ sĩ ấy trong quá khứ của một thời vang bóng, thì sau cách mạng, ông tìm thấy con người trong cuộc sống lao động thường ngày. Văn Nguyễn Tuân thường thiên về những cảm giác mãnh liệt, thường sử dụng bút pháp tương phản, đối lập, làm nổi bật hình tượng. Nguyễn Tuân thích cái độc đáo duy nhất, thích tô đậm cái phi thường, thích gây cho người đọc cảm giác choáng ngợp. Phong cách Nguyễn Tuân còn được biểu hiện đặc sắc quá nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Được mệnh danh là bậc thầy phù thủy của ngôn ngữ, nên từng câu từng chữ mà ông đặt lên trên trang giấy là cả một quá trình sáng tạo công phu, cẩn trọng, thiêng liêng. Ông lựa chọn ngôn từ một cách trau chuốt, tỉ mỉ. Đó là thứ ngôn từ gợi lên sự liên tưởng, tưởng tượng, gợi lên những rung cảm thẩm mỹ và ấn tượng khó phai ở người đọc. Nguyễn Tuân còn không ngừng làm mới những từ ngữ sẵn có để tạo nên một thứ ngôn ngữ độc đáo, mới lạ. Ông xứng đáng với lời ngợi ca của Vũ Ngọc Phan. Nguyễn Tuân à, Nguyễn Tuân là kho từ vựng phong phú của tiếng Việt. Văn Nguyễn Tuân không dành cho những người nông nổi thưởng thức. Ở cái phần kết bài thì chúng ta nhớ khái quát lại toàn bộ cái đoạn trích này là phần nội dung và nghệ thuật. Rồi chúng ta đưa ra một thêm một vài cái sự liên hệ mở rộng của mình. Ví dụ, có thể nói đoạn trích nói riêng và từ bút người lái đò sông Đà nói chung tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân. Nói như nhà văn Anh Đức, không biết chừng nào mới lại có một nhà văn như thế. Một nhà văn mà khi ta gọi là một bậc thầy của ngôn từ, ta không hề thấy ngại miệng. Một nhà văn độc đáo vô song, mà mỗi dòng, mỗi chữ tuôn ra đầu ngọn bút đều như có đóng một dấu triện riêng. Từ bậc thầy ngôn ngữ ấy, vẻ đẹp kỳ vĩ thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc cứ thế mà hiện ra tươi tắn, duyên dáng. Qua đó, nhà văn bộc lộ tình yêu đất nước, niềm tự hào hứng khởi, gắn bó tha thiết với giang sơn gấm vóc Việt Nam. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.